trong cái video ngày hôm qua thì mình có hướng dẫn cả nhà biết cách nhận biết cơ thể đang âm hay là đang dương hay là đang cân bằng ở nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp là cách nhận biết đồ ăn âm hay đồ ăn dương nha. Ví dụ như trong trái cây, rau củ quả, thịt, các cái loại thực phẩm mình ăn vào á, để mình khi mình ăn mình sẽ biết được là đồ ăn đó là mang tính âm hay tính dương nha. Thì rất là đơn giản, mình sẽ dựa theo một số những cái đặc điểm như này. Thứ nhất là về màu sắc, thứ hai là mùi vị của nó, vị của nó, thứ ba là cái vị trí nó mọc lên phát triển như thế nào á. Rất là đơn giản, thứ nhất là về màu sắc. Màu sắc thì cũng chưa hoàn toàn được phân biệt được cái đồ ăn đó là ăn âm hay dương nha, cũng chỉ là một phần thôi ạ. Giống như màu đỏ, màu cam, màu vàng thuộc tính dương, còn màu lục, lam, tràm, tím, đen là thuộc về tính âm ạ. Nhưng mà mình chỉ dựa vào màu sắc thì không thể nào mà phân biệt được nó là âm hay dương hoàn toàn nha. Ví dụ như là chua, cay, ngọt thì nó sẽ là mang tính âm, còn là mặn, đắng, chát thì sẽ mang tính dương. Và một cái đặc điểm nữa là khi mà cái đồ mà mình nấu chín lên nó càng mềm, càng nhanh như nát thì nó mang tính âm càng nhiều, còn nấu lên mà nó càng dai, càng khô lại thì nó lại mang tính dương nhiều hơn nhé. Với một cái đặc điểm nữa là cái vị trí nó mọc lên ạ, mọc lên hoặc là nó phát triển ạ, cái loại nào mà nó mọc ở trên mặt đất mà càng trên cao thì nó mang tính âm càng nhiều. Và đặc biệt nữa là khi nó chín ạ, nó càng mọng nước, càng chua hay càng ngọt nhiều thì nó càng âm nhiều hơn là những cái trái cây hay là hoa quả mà càng chín, càng khô, càng cứng lại thì nó càng dương nhé. Với lại cái vị trí nó mọc, nếu mà nó mọc thẳng lên trên hướng tới mặt trời càng nhiều thì nó càng âm nhiều, còn mà hướng xuống sâu dưới lòng đất, càng hướng sâu xuống lòng đất nó không có phân cành phân nhánh để ra thì nó càng dương mạnh nhé. Và thì đó chỉ là cái cách rất là đơn giản, thì nói chung nói trong một video thì nó không thể hết được, thì mình sẽ nói từ từ qua từng các video để cho cả nhà cùng biết phân biệt nhận biết, để mà mình nghe ngóng cơ thể ngày hôm nay khỏe mạnh hay là đã được cân bằng, để mình lựa chọn cái đồ ăn cho nó phù hợp với sức khỏe của mình từng ngày nha. Rất là đơn giản thôi ạ, cả nhà cứ theo dõi em từng ngày để biết được những cái chia sẻ trong cuộc sống, những cái mẹo vặt để mình ăn uống sao cho sức khỏe ngày càng khỏe hơn đấy. Đó thì hôm nay mình vẫn tiếp tục uống trà thảo gan, trà thảo độc gan Huệ Đà vào mỗi buổi sáng nha. Sau khi mà mình uống khoảng 1 tiếng sau mình sẽ pha 1 sắn dây với nước tương tamari để ăn thảo độc hàng ngày đấy. Chúc nhà mình luôn thật nhiều sức khỏe ạ.